Vâng, hai em hôm nay đi săn cá chấm. Chấm đen. Cần thủ sợ ông đi mang cái ba lô to thế. Anh em vừa mới làm thính xong này. Cầu gần. Đấy chắc nó không biết mang bao nhiêu đồ. Hồ này nó có chấm đen anh em ạ. Đang nhấp nháy xem có bắt được con chấm đen nào không. Nếu bảo hồ này nó có thả chấm đen đấy. Đấy, anh em làm ổ chấm đi. Đây cái bài này là cái này thì không có dụ riêng gì cả, nó là cái bài chấm đen ở trong kênh ấy. Gió hơi to. Gõ thuyền đi. Địch mẹ ủ ngay ổ đeo đây gì vãi cặc nhỉ. Hồ này hồ đắt tiền, nó đéo thằng nào câu mè mày hả? Vì tại mè nó nhiều. Hồi nào đi làm 20 con mè, mỗi con 3 cân. Hôm nay hơi bị nhiều mè đấy. Lệch thế sao em? Lệch sang bên trái rồi. Ở đây chéo, ở đây chéo đúng cột điện cơ mà. Chẳng gì nữa. Cái mái tôn kia cơ mà. Cái mái tôn cái nhà gác vàng vàng cao nhất cơ mà. Lỗ em căn thẳng Đấy, với cái nhà cao cao này là vàng vàng. Ừ. Đây này, tương đối này. Chưa, Đấy, vẫn nó phải sang cao đấy cao. chứ. Mang vào đây anh súng phao cho. Đây quay ra đây. Đấy anh tải súng luôn phao cho nó. Xuống cái chỗ đấy về. 10 phần 15 phần. Cuộc truy lùng chấm đen. Anh ngồi đây anh cầm tắt. Máy nó bị bật vào trong. Đâu máy, máy nó bị bật vào ấy chứ. Chết con mẹ mày nhảy à, cong mũi xịt cái mẹ cần mềm cong sướng thế ấy. Ông em dính dính hàng rồi. Đừng để cho trùng cướp. Đéo nó chạy ác thế. Vắt nó sang bên này em, không có nó đủ đủ bờ. Đúng rồi, vắt sang bên này. Nặng không? Xem cẩn thận xem dây rước nào không có nó này. Ấy mẹ nó chạy mẹ sang bên kia, tít sang bên kia thôi kìa. Ghi vừa thôi. Mẹ đây. To đấy. Ghi đấy không có, ghi đấy không có, nó chạy vào dây cứng người ta kìa.
em dòng ngoài cần ra này xuôi to đấy em ạ, con này to đấy, dòng cẩn thận em ạ, to đấy. Rồi Tuấn nhổn nhá. Ôi cẩn thận đổ bờ kìa, chậm đen chậm đen chậm đen. Nhìn anh nhìn giống chấm đen lắm. Cứ từ từ bình tĩnh em. Cứ từ từ đây không? Chấm đen. Chấm đen, từ từ thôi, từ từ thôi nhá. Không không có nó cọ bờ là mất đấy. Em ghi. Úi giời. Hốt từ từ anh ra. Con này phải gần chục cân. Úi giời. Dính cả của thằng nào ấy. Thôi cứ từ từ. Úi cẩn thận. Mẹ dính con chấm đen rồi. Tuấn đúng là Tuấn đen rồi. Cái này nổi rồi. Cứ từ từ anh ạ, không. Nó hai cái lục đấy. Cho nó nổi. Cho nó nổi đã. Rồi, chết mẹ mày. Trời ơi. Con này tầm 8 cân. 8 cân đấy, 8 cân có. 8 cân có dư đấy. Chết cụ của mình đấy. Ôi giời, ông nào đè hai cái vào rồi. Cho chết. Lại. Con này đè mấy cái rồi. Kệ con mẹ nè. Này, cái này vết này lâu rồi này. Ừ. Tuấn lên đi xong rồi xách cá lên chụp ảnh, chụp biết quay phim các kiểu em. Chả chấm đen. Ui, con này quá. Con này nó yếu rồi Tuấn. Ừ. Yếu gứt, mẹ căng thế, yếu. Không, vẫn khỏe, nó to mà. Hai ăn bao nhiêu đồ, hai thằng lổ vào đây rồi. Hai thằng lổ vào đây rồi, không đến lượt em sẽ bắt được. Đi mấy bộ luôn. Dạ. Lái rồi, lái rồi, thịt rẻ, con này lái rồi. Hai, một thằng đóng vào đây này. Một thằng đóng vào đây. Một thằng đóng đây này. Mình đóng luôn vào mồm. Tóm lại này, đến lượt mình đéo chạy được. Đây, vết của Tuấn đây, đóng vào mồm thì mới lên. Đúng rồi, đóng hẳn vào chỗ đấy mới lên. Gửi đi em, gửi đi em. Anh em phải chấm đen. Đây, lên con chấm đen rồi. Con nó phải tầm 8 cân đấy. Nhờ, được, được. 8 cân. Mày, anh xuống cho uống cốc chè phát thế nào nó lóng máu lên, nó phải tươi ngay. Nhớ biết cái nào mà gỡ. Tuấn như có phải đùa. Hai anh Tuấn đi với nhau. Hai đóng cá to lắm. Ui đi trẻ sướng. Sướng thật, mình tay còn run run này. Này. Hồi hộp. Nó lại nhảy mất. Úp, úp. Đấy. Cần để như này nó giam sao được. Đấy. Rồi, anh em đi này. Quá khủng bố luôn. Trên YouTube xong cái ngày đéo phê mình xong. Khăng cả tay đi. Ui nó chạy với lồn thật, nó chạy tít ra ngoài kia. Ôi em ơi. Giơ lên anh chụp ảnh phát xong là xong là gỡ xong đi. Đấy. Đây. Cô em Tuấn nhổn ăn hàng. Bê nó nhảy, bê xong nhảy con mẹ không hồ. Ok, tắt điện. Đấy. Giời. Này, cẩn thận. Thủng mẹ đi túi nhỉ. Thủng không? Thủng không? Thủng luôn. Xiết đầu túi vào. Rồi, làm em chấm đen đã. Tường. Đít mẹ có cái để chống ấy không lôi cụ lên. Rồi, ok. Chết mẹ em đi. Mãi cũng phải chết. Chấm đen này.
đóng phát thẳng mồm lên luôn. Quẻ chạy, nó chạy ở kia nó tì vào bờ.